mai tứ quý, mai tứ quý bạn ơi. Hình ảnh các bạn đang nhìn là những cái chậu mai tứ quý mà bầu bầu này là cũng là bầu chung rồi ạ. Bầu bên đằng này là to hơn thì cây nó có to hơn một chút này. 1 này, 2 này, 3. Cây cao khoảng tầm 60 cm các bạn nhá. Trong bầu ổn định đảm bảo rồi đây. Các cái bầu này là vào lâu rồi bạn ạ. Số lượng thì rất là nhiều luôn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây mai tứ quý làm giống, cái hàng này bây giờ thả ra cái bầu to này là nó lớn rất là nhanh. Đây như bạn nhìn là những cái cây bầu bé như này, xong nhà mình sang sang một cái bầu to nữa. Và khi nó cao lên khoảng tầm 1 mét nữa thì lại sang tiếp sang một cái loại chậu đỏ để bán các cái cây trưng Tết. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây giống mai tứ quý ạ, đa phần những cái cây này nhà mình từ bé là đã có xu hướng là tỉa cho nó thoát thân để cho nó cao đẹp. Cây này thì là rất là đảm bảo, hai nữa là vận chuyển toàn quốc ổn định đảm bảo được nha bạn nha. Các bạn có nhu cầu thì alo thật sớm nha bạn nha. Một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Cảm ơn các bạn nhiều. Ngoài cái hàng mà bé như này thì nhà mình còn có hàng to hơn một chút, cây cao khoảng tầm 80 phân ạ. Cái gốc lúc đấy thì nó bằng bằng cái đầu to của cái đũa rồi. Đó. Cây rất đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu mua loại nào thì alo nhá.